Trong hôm nay, mùng 8 tháng 3, chuyến bay giải cứu mang số hiệu VN88 của Vietnam Airlines cất cánh từ thủ đô Bucharest sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa 283 công dân Việt Nam di tản từ Ukraine về nước. Để chuẩn bị chu đáo cũng như là đảm bảo an toàn cho bà con có danh sách trong chuyến bay về Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tổ chức cuộc họp với cộng đồng người Việt tại Romania để trao đổi và phân công nhiệm vụ, tổ chức các đoàn đưa đón vận chuyển bà con ra sân bay để lên chuyến bay hồi hương. Đại sứ Đặng Trần Phong cho rằng việc tổ chức chuyến bay giải cứu bà con di tản từ Ukraine về Việt Nam vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania nói chung và trực tiếp là bản thân đại sứ nói riêng. Trên cơ sở đó, đại sứ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán cũng như từng thành viên trong nhóm hỗ trợ trong cộng đồng. Đối với công tác di chuyển từ khu tị nạn ra sân bay, đại sứ yêu cầu phải bố trí đủ xe, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Để đảm bảo công tác hỗ trợ tại sân bay được thông suốt và hiệu quả, đại sứ yêu cầu các thành viên hỗ trợ cần tích cực bám sát bà con trong quá trình di chuyển, đặc biệt là tại khu vực sân bay. Do thời gian làm thủ tục tại sân bay có thể kéo dài, đại sứ yêu cầu các địa điểm đón bà con sẽ cùng xuất phát và tập kết tại sân bay sớm hơn thường lệ để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh. Với tinh thần không để lãng phí dù chỉ một ghế trên máy bay, đại sứ đã yêu cầu triển khai lập danh sách cụ thể và rà soát kỹ lưỡng tất cả những bà con có nguyện vọng về Việt Nam. Ngoài danh sách chính thức, đại sứ Đặng Trần Phong cũng cho lập một danh sách dự bị gồm 15 người để có thể thay thế những trường hợp không thể lên máy bay vào phút chót bởi những lý do bất khả kháng. Ngoài ra, để công tác hỗ trợ những bà con đang trên đường di tản từ Ukraine đến Romania không bị gián đoạn, đại sứ cũng yêu cầu các bộ phận hỗ trợ thường xuyên bố trí lực lượng túc trực tại các ga tàu chính để kịp thời đưa bà con về những điểm tạm trú và chuẩn bị các thủ tục lên các chuyến bay sắp tới.